chúng ta mỗi một người sẽ phải đối diện với những thử thách khác nhau. Có người lại yêu thương hay có người lại lo lắng về tiền bạc, danh vọng, hay lo lắng về sự đổ vỡ của mình, mất việc làm, sức khỏe. Có người tự cao tự mãn, hay là có người mất lòng tin vào bản thân vì sự khác biệt về sự nghiệp, địa vị, giới tính. Có người có thể hiện bản thân mình, hay khi thể hiện bản thân là sợ bị phán xét. Hoặc có người đang bị chính người thân, điều khiển đạo hành để tâm lý an thể xác và còn nhiều thêm. Thank you.
Gentle mother, God's pure vessel.